Em không thể ngờ được là khóa học này nó thay đổi cái cuộc đời không chỉ là của bản thân em mà nó cứu vãn được cả cái mối quan hệ hôn nhân, bởi vì em bây giờ em mới hiểu được cái cảm xúc bên trong nó là cái gì. Bây giờ em mới hiểu được làm nào để em thôi không đè nặng cái gánh nặng phù phiêu cảm xúc để cho người chồng của mình. Bây giờ mới hiểu cái cách nói chuyện với cả những người xung quanh của em. Cái opportunity cost nó sẽ make or break. Nếu mà một ai đó hiểu về cái sức mạnh ở bên trong của cái inner power, họ có thể hiểu được cái cách làm nào họ bước vào một cái căn phòng mà chiếm trọn cái không gian căn phòng đấy, có thể tự tin nhìn thẳng vào mắt của bất kỳ nhà tuyển dụng nào, không phải là bởi vì họ đã chuẩn bị, không phải là bởi vì họ trả lời theo cái ý mà nhà tuyển dụng muốn, mà thực sự dám xuất hiện là bản thân họ ở trong cái trường personal power của chính họ để rồi đối diện với bất kỳ cái thử thách nào ngoài kia. Nó có thể make or break một cái người có khả năng thu nhập 30, 40, 50 triệu, hoặc là họ mãi dừng lại ở cái con số hiện tại. Nó có thể là cái làn ranh giới giữa việc bạn được tốt nghiệp cái điểm tuyệt đối hoặc là cái điểm chỉ vừa đủ, nó ảnh hưởng đến cái học bổng tiếp theo của bạn. Khi mà mình nghĩ đến những khóa học này, mình không nghĩ đến cái việc bạn mất bao nhiêu tiền để chi vào đây với mình, mà mình nghĩ đến việc nó chính là cái chiếc chìa khóa có thể ảnh hưởng đến chính cách sống của bạn sau này, có thể ảnh hưởng đến chính cái cách bạn xuất hiện sau này trong một cuộc hẹn. Ở đâu bạn hẹn sau 1-2 buổi phát hiện ra cái người bạn hẹn là 1 triệu phú thì sao, 1 tỷ phú thế giới thì sao, bạn sẽ thay đổi cuộc đời của bạn như thế nào nếu bạn thực sự biết được cái quan trọng nó không chỉ là cái power để thu hút, mà là cái staying power, cái khả năng để giữ vững cái năng lượng hiện tại của bạn, kiểu hoàn toàn có thể đối diện với bất kỳ một ai lớn hơn hoặc thấp hơn mà hoàn toàn có thể biết được là bạn giải quyết được những cái vấn đề tiếp theo ở một cái năng lượng mạnh mẽ nhất. Có một người khách hàng đến và câu đầu tiên họ bảo với bạn là chị là CEO của công ty này, chị là người làm business kia, và bạn co rụm lại. Ủa vì sao ạ? Bởi bạn không có cái khả năng nhìn thấy được bản thân bạn có cái sức mạnh như thế nào khi mà chính bạn không thể tin được vào cái the one power của chính bạn. Đây là những gì mình nhìn vào mỗi khi mình nói về Clock Woman. Đây là lý do vì sao mình không ngần ngại nói cái điều đấy. Đây là lý do vì sao mình không ngần ngại trao cái chiếc chìa khóa này cho nhiều người hơn. Bởi vì mình biết được là cái chiếc chìa khóa này có thể mở ra hoàn toàn một cái cánh cửa mới hoàn toàn và khác hẳn hoàn toàn với những gì họ đang có. Hoặc nó cũng là cái chiếc chìa khóa nếu họ từ chối đóng lại tất cả cái gì họ đang có.